thân thương đang đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Thưa quý vị thân mến, đây là một phiên bản mới mà chúng tôi cùng ekip các anh chị em sản xuất và các anh chị em nghệ sĩ cũng tạo ra một chương trình tại nhà như thế này để mong là mang tới cho quý vị một chút cái nụ cười nhỏ nào đó trong cái thời gian khó khăn này. Và thưa quý vị thân mến, cuộc sống của chúng ta luôn cần những nụ cười. Đó là một trong những liều thuốc. Ông bà mình nói là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Nên ngày hôm nay chúng tôi cố gắng sẽ mang đến cho quý vị 8, 9, 10 thang gì đó. Quý vị cứ cười là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Và thưa quý vị, xin hãy nhớ chương trình chúng tôi Nhanh Như Chớp do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy tuần trên HTV7. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng tôi đã mời được hai nghệ sĩ rất dễ thương, đẹp trai có, xinh xắn có, nổi tiếng có, và đặc biệt là cái sự hài hước của họ trong cuộc sống luôn nghĩ tới điều tích cực. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với họ, hai nghệ sĩ chúng tôi xin giới thiệu. Đầu tiên, một cô gái vô cùng xinh đẹp, yêu thú cưng, đó là Puka. Hi, chào anh Giang, chào quý vị khán giả. Lâu quá rồi cũng mới gặp lại nhau, em thật là hồi hộp. Không biết là hôm nay em chơi với ai ạ? Thưa quý vị thân mến, thể theo cái nguyện vọng của Puka, thường thì chúng tôi hay giới thiệu chương trình là họ đến, họ chào xong, họ nói về tâm tư, rồi hổ này cuộc sống như thế nào. Không, Puka vào thẳng vấn đề, hôm nay em chơi với ai ạ? Vì từ đầu chị Giang nói trai, xinh, gái đẹp, có đầy đủ, thì dĩ nhiên người còn lại phải là người rất đẹp trai. Trai đẹp. Hiện tại anh đang chuyển qua mảng hài hước, xin giới thiệu ca sĩ, nghệ sĩ hài ST Sơn Thạch. Hello tất cả mọi người ạ, mọi người có thấy ánh sáng chan hòa trong phòng của ST không ạ? Xin chào ạ, em hôm nay em không hài hước ạ, lâu quá em không nói chuyện nên hôm nay em bị cứng cái miệng em lại ạ, em không có nói chuyện cho nên hy vọng là mọi người sẽ đỡ cho em. Xin chào anh Giang cũng như là xin chào Puka và tất cả mọi người đang xem chương trình Nhanh Đi Chớp. Em chào ST. Ủa sao mà trên game show mọi ngày đi làm đều gặp nhau rồi nghỉ một thời gian xong bây giờ online cũng gặp ST, đó là sao vậy ta? Hả? Là có. Thì mình không muốn gặp nhau hay sao ạ? Puka. Thì thôi cũng được. Nói chung là Puka, em biết tại sao mà em nói rằng là chương trình ơi, anh Trường Giang ơi, tại sao em đi làm vẫn gặp ST, rồi bây giờ lên sóng truyền hình vẫn gặp ST. Nếu em không đồng ý em có thể rời khỏi cái cuộc gọi nhóm này và chúng tôi sẽ mời một ca sĩ khác trẻ đẹp đến, em đồng ý không? Ủa là em đi rồi mời người khác đến thay chỗ em hay là ST đi mời người khác thay chỗ ST? Em đi mời người khác đến thay chỗ em bởi vì người ta đang ở đó, dễ mời hơn. Trời lâu ngày không gặp ST. Em nhớ luôn vậy. Vậy hả, thôi em đừng có nói những cái lời giả lạ đó nữa. Hồi nãy giờ em đã hả đẩy anh ra chỗ khác rồi. Anh đang hả ghim em. Có đâu em giỡn. Đáng lẽ bình thường là anh sẽ nhường nhịn em rất nhiều nha Puka, nhưng mà hôm nay anh sẽ quyết chí quyết thắng. Rồi ST Puka thân mến, bây giờ trước khi mình chơi thì mình chưa nói gì hết, mới hỏi Puka một câu đơn giản thôi. Dạ. Cái chương trình này thưa quý vị là chúng tôi quay bằng cái việc là chúng tôi kết nối trên một cái app nói chuyện với nhau, và sau đó chúng tôi chỉ dùng một cái máy để quay lại cái diễn biến mà chúng tôi nói chuyện với nhau. Thì xin hỏi Puka thân mến, là những gì Puka sắp đặt về máy móc, ánh sáng, âm thanh xung quanh, rồi bàn ghế đó, ai làm khổ em? Dạ, tất cả mọi thứ nè, đèn nè, rồi máy nè, rồi kết nối vô nè, tất cả là một tay em. Một tay em làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành công. Một tay phải thuận, còn hai tay còn lại người khác làm đúng không? Em ở nhà có một mình thôi. Em Vy thì không có giúp được gì hết. Em Vy chào chú Giang đi con, chú Giang thương con lắm nè. Ủa, anh Giang nói vậy có nghĩa là ở nhà Puka còn với ai nữa hả? Em Vy, anh nói vậy ST ghen. Người đàng hoàng chứ cái gì này sao mà giúp được. Cô bé này sao giúp được? Một tay em đó ST, em làm hết tất cả mọi thứ luôn á, từ đèn tới máy quay tới mọi thứ luôn á. Quý vị khán giả hãy yêu thương em đi, tại vì em là con gái mà em gồng gánh, em vác đèn nãy giờ em rất là mệt luôn á, nổi chuột luôn à. Thưa quý vị thân mến, có những cái câu giải thích càng giải thích nó càng nhúng sâu, càng giải thích nó càng đưa ra những cái điều mà người ta nhìn vào thấy ô thật là giả trân. Đèn đuốc thì bấm lên thôi, chứ có cái gì mà mấy cô gái là có đèn make up, rồi đèn gọi là
để livestream thì có nhiều khó khăn. Chỉ có Trường Giang là người không bao giờ livestream, không bao giờ có đèn mạch cấp, nhưng vẫn tạo ra được những hệ thống đèn đỉnh cao. Ghê vậy? Hay vậy anh? Trời ơi, em cũng đâu có đèn gì đâu anh. Em tất cả mọi thứ đều là cái đèn ngủ của em thôi đó. Đây em sẽ cho mọi người coi nè. Đó, hệ thống đèn của em rất là đơn giản. Là đèn hàng hôn mà. Đèn hàng hôn đây là đèn đang rất là trend ở trên trên mạng xã hội mà những nghệ sĩ Hàn Quốc đang sử dụng. Đâu có đèn gì đâu anh. Còn đây là cái đèn make up thôi. Bình thường à, không có gì hết. Thưa quý vị, quý vị thân mến, là các em nó nhiều khi còn trẻ, người non dạ, chưa hiểu về hệ thống đèn. Vì không phải là vấn đề tiền, còn Trường Gia thì đã hiểu quá về đèn. Đèn nào đẹp cho da, đèn nào mang lại ánh sáng trang hòa, đèn nào là đèn LED, đèn nào đèn neon. Nên em đã tạo được hệ thống đèn vô cùng vững chắc và gọi là hiện đại như hiện nay. Em đã làm tại nhà rất là độc đáo. Nếu quý vị nào quan tâm, xin hãy xem ở cuối chương trình ngày hôm nay. Quý vị sẽ tìm thấy được một hệ thống đèn rất rẻ tiền nhưng rất chuyên nghiệp. Cảm ơn quý vị. Rồi thì nghĩ chứ anh lấy đèn lắp điện thoại đúng không? Em hãy nhìn vào cái hệ thống bóng. Thưa quý vị, hãy nhìn vào cái hệ thống bóng của em trên tường. Không có một cái đèn flash nào của điện thoại mà tạo ra một hệ thống bóng mà vuông góc với vách tường tính từ khuôn mặt đi vô. Em còn có những hệ thống chiếu ở dưới lên. Nếu đó là chương trình đọc truyện ma, nhưng mà đây là chương trình mình vui, em không chiếu hệ thống đèn ở dưới lên được. Mỗi chương trình thưa quý vị nó phù hợp. Em đi thử trước nè. Mọi người muốn anh thử không? Dạ, em đang rất thắc mắc. Rồi, chuẩn bị. Trời ơi, anh có cả ekip hùng hậu phía sau luôn hả anh Giang? Không có, hơi hơi lên đấy. Chắc là Destiny á. Chuẩn bị, chuẩn bị. Đây. Phòng này chắc phòng con gái anh Giang quá. Sẵn sàng chưa? 3, 2, 1. Thưa quý vị đã đến một chương trình mà chúng tôi không hy vọng nó sẽ xảy ra trong điều hình nhanh đi kia. Đây là chương trình buổi tối dành cho những người độc thân và mãi mãi cô đơn trong cuộc sống này. Và đây là số đầu tiên chúng tôi xin được giới thiệu nữ nghệ sĩ Khả Như. Trời ơi. Đó, thấy chưa? Ủa anh ơi, cái này là chương trình độc thân hay là chương trình về kể chuyện ma vậy? Anh nhìn anh thấy ghê quá à. Đó là nỗi buồn, mình làm những chương trình đó nó chỉ phù hợp với Khả Như thôi. Mà thưa quý vị là thôi, mình nói là thôi mẹ, không đèn lại đầy đủ. Nhưng mà cũng nên làm cái chương trình đó mang lại những nỗi buồn cho các em đó. Thì thôi, ngày hôm nay chúng ta sẽ vào việc luôn. Thưa quý vị, là giải thưởng dành cho người chiến thắng là 10 triệu đồng. Wow, 10 triệu luôn. Đúng vậy, và người không chiến thắng vẫn có một giải thưởng là 8 triệu đồng. Wow, 8 triệu luôn. Cũng nhiều. Người không chiến thắng có một giải thưởng nhỏ nữa từ gia đình, đó chính là dè biểu của gia đình khi không trả lời đúng một câu hỏi. Dạ không đâu, gia đình em sẽ không dè biểu em đâu ạ. Thì bây giờ chúng tôi xin thông báo luật chơi là chúng tôi sẽ có 3 bộ câu hỏi, mỗi bộ 10 câu, bộ 2 bộ thứ nhất dành riêng cho hai nghệ sĩ chúng tôi và bộ còn lại là đấu ở vòng chung kết. Vòng đặc biệt đó quý vị, để mà ai mà chiến thắng thì lãnh được 10 triệu đồng tiền thưởng. Dĩ nhiên mỗi câu hỏi ở đây chúng tôi không có ghế để lên xuống, nên cứ đúng một câu là cộng 1 điểm. Em lên được. Sau 30 câu, ai nhiều điểm hơn người đó thắng. Anh Giang, em lên được. Lên đâu em? Lên gì à? Anh đúng 1 câu nè. Lên. Đúng 2 câu, lên. Mất cái mặt luôn à. Lên. 3 câu lại, 3 câu lại phải tụt xuống. Xuống. Xong em lại lên. 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 Quý vị thân mến, đôi khi những sự cô đơn nó kéo dài ngày, nó làm cho tổn thương phần não bộ, nên có những hành động của các em nó có gì đó nó không phải. Mong quý vị đừng thứ một. Nhưng mà anh Giang phải biết rằng là nói gì nói chứ Buka là một người rất là sáng dạ. Hôm nay em thi với Buka cũng rất là áp lực nha anh nha. Esty, anh đừng nói vậy, em thi với anh mới là áp lực á. Anh là một người nổi tiếng gọi là thông minh nhất trần đời rồi, cho nên là ngày hôm nay anh nhìn em mừng nha. Ok, bảo đảm luôn thưa quý vị là ngày hôm nay là 3 bộ câu hỏi. Thứ nhất là rất dễ, thứ hai là đố vui, thứ ba nữa là trên mạng hay có. Mà hai là cái này là những người ở trên mạng. Em không có lên mạng nhiều. Anh Giang, anh ủ lộ anh Giang, em dân trên mạng. Đúng vậy, Buga chắc chắn sẽ có lợi thế. Nhưng ST là người nhớ lâu lắm. Đọc cái gì cái là nhớ suốt đời luôn.
nhớ ghê lắm. Bây giờ xin hỏi hai bạn, ai là người chơi trước? ST, anh chơi trước đi. Hồi nãy anh Giang kêu là bộ đầu rất dễ mà, xong chơi trước đi Buka. À không, bộ là chúng tôi quy định cho nghệ sĩ chứ không phải bộ nhiên. ST, đầu xuôi đuôi lọt. Anh xuôi đi rồi em lọt. Anh xuôi đi rồi em lọt.